Tiếp tục các bạn nhé, quay video của clip người gọi điện liên tục không tài gì làm được, cứ phải tắt máy là cắt video hết mới mỗi lần. Đây các bạn nhé, bây giờ tôi nói lại với cái nguồn của chìa khóa nhé, người gọi điện nhiều quá không ấy được. Chìa khóa này nó 3 giây này, 3 giây chống trộm này này, một giây nó bắt vào vào đây này, chị ổ chìa khóa này, tức là cái dây này, dây vàng này, này. Đây, 3 giây này, 3 giây chống trộm, 3 giây này chống trộm này, một giây nó bắt vào ổ chìa khóa này, là tức cái dây này này, vàng này bật rồi thắng nhân này, bắt vào chìa khóa này, một giây bắt vào ổ chìa khóa này, một giây bắt vào ba cực của động cơ. ABC này, này. Tức là dây một dây bắt im này. Bắt vào động cơ này, tức là một của loại này thì nó bắt ở có thể bắt ABC tùy loại, bắt ABC tùy loại, bởi vì nó thể làm triệt tiêu cái điện của cái nguồn này nhá, cái nguồn của chìa khóa này xuống mát này, nếu khi nào nó chống trộm nhá, thường thường chống trộm thì chúng ta bật chống trộm thì không, chìa khóa không có tác dụng nữa này. Đây nó triệt tiêu ngay cái cửa, một trong ba cửa, còn một dây của nó là mát nhé, một dây là chìa khóa, tức là một dây KI, một dây tức là nó đây, một dây này, dây này nó xuống cực này này, này cực này nó xuống đây này, nó bắt vào đây, nó bắt vào trong đấy các bạn thấy không, tức là nó hạ triệt phá cái đường điện của cái, nó triệt xuống mát hết cái một trong ba pha, làm động cơ không chạy được này. Đấy, nó triệt hết cái điện áp. Còn một dây nó móc vào cái chân KI, tức là chân chìa khóa, tức là nó dập xuống cái lệnh cho IC nhá. Lệnh IC một cái chân này. Thường thường của nó là chân KI nhá, chìa khóa nhá. Nó KI. Ở đây nó viết lộn trở lại KI nhá. Cây nó bắt vào đây. Thường tiếng Anh ở trong trong tiếng Anh là cây là chìa khóa. Bắt vào chân 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 tím này. Đấy, cây này. Đang đợi ai bảo vào, con à. Đó rồi, đính về đập truyền này. Đấy, như vậy thì nó có ba cái chân này, thì nó có ba trụ này, cùng 80V này. Cái đỉnh hình của cái này là khoảng 80V các bạn nhé, 470 80V nhé. Cái này thế nhá, có ba cực này nó ghim cho ba ba trụ này, và trụ gốm này nó ghim cho cái từng dải móc móc phép này này. Con này đầu này thì nó phụ thuộc vào chỗ này, còn ba hai con này nó phụ thuộc vào cái này. Đấy, nó có đơn giản thôi, còn các cái hệ thống xung quanh như là tức là tốc độ chạy, giả thể như nó chạy chạy ngược bánh, tức là nó chạy lùi ra sau, thì chúng ta gắm cái này vào này, nó cắm vào cái này, khi nào quay cái này đúng nhỉ, đúng quay đúng tốc độ, một cái nhanh chậm họ cắt rồi, không biết cắt đâu rồi, trong từng dây này thôi, còn mấy dây này thôi. Thì những cái đó vô thì đơn giản thôi, các bạn có thể xem ở trên các cái chương trình, cái dây này thì có vậy thôi là nó chạy thôi. Ba dây động cơ này, dây nguồn vào này, động cơ này, và ba dây pha, tức là ba cái điều chỉnh U với W ở đằng sau bánh và hàng nguồn, và tay ga là nó sẽ chạy thôi. Còn những cái khác như nó phụ thì nó đơn giản, những cái này thì nó cho đây cho các bạn cảm loại cho nó. Bây giờ thì giới thiệu cái này thì đã xong, thì bây giờ chúng ta cần có những gì khi sửa xong cái cuộn cuộn này, sửa xong cái này thì chúng ta sẽ quay lại đấu vào nguồn nhé. Ở đây dương nhé, âm nhé, của cái cục 60V của nạp xe đạp điện nhé, chúng ta bắt vào nhé, bắt vào để giờ chúng tôi phải đưa cho nó, thì chúng tôi phải làm cho nó khỏi chập này, để tôi gắm điện vào đây. Đây một dây âm, dây dương, thì dây nguồn đây của nó 60V thì tôi đang đấu vào đây nhá.
Còn 3 dây này động cơ chúng ta phải bẻ ra 3 bàn, không cái động cơ này mà chập thì tai hại cho móc phét lắm này, nổ ngay. Cho nên sửa xong mà nó tình hình mà không ổn là coi chừng. Đây nha, ổ chìa khóa nhá. Ổ chìa khóa nhá, 60V đây nhá. Chúng ta đấu vào phải đấu vào cái này của cho ổ chìa khóa này. Chúng ta đấu vào này, nguồn vào ấy này. Đấy. Chúng ta găm vào để cho ba cái ba màu xanh vàng ấy không không chập nhau này. Đây. Để cho cái này hoạt động được thì chúng ta đấu nguồn và đấu đấu ổ khóa vào, chúng ta cắm điện vào. Cắm điện vào thì nó như thế này là nó sẽ chạy được này. Chúng ta thể bật ra đây, tôi sẽ lật trở lại để cho quý vị các bạn hình dung ra. Đây nha, đây là 3 dây của thằng UVW nằm ở đằng sau bánh nha, và 2 dây nguồn nha, dây 5V và mát nha. Ở đây thì cái dây tay ga này, tay ga là nằm ở đây này. Đây 3 dây này. Đỏ đỏ xanh và đen này, này là 3 dây của tay ga này. Thì chúng tôi đo nằm ở cái này, này. Nguồn này 5V này. Tức là của nó khoảng tầm tầm dưới 5V, trên 4V, tức là nó phải qua con diode này này, và của con thằng của bên tay ga nó phải qua diode này này, nó giảm xuống còn khoảng trên 4V, thì đó là cái bo này sẽ hoạt động nhá. Nó sẽ sản xuất ra nguồn 5V và 5V của nó sẽ cấp vào đây để làm cho hệ thống điều khiển của toàn bộ cái bo này. Con này con ấy này, con đi xe tổng mà. Bây giờ chúng ta sẽ cắm điện vào và chúng ta sẽ đo. Đo nhá. Để ta quay lại. Cái này không chạm nhau, để làm sao có chạm nhau. Ta bẻ mỗi cái một đoạn đi. Đỏ này, đỏ xanh, xanh vàng này, không chạm nhau nhá. Tôi lấy nguồn này nhá. Tôi sẽ lâu thôi lắm. Cái đen và trắng, đen đây, đỏ đây, rồi rồi các bạn thấy chưa, tôi gắm điện vào nhá để mà chạm chạm nó nổ mẹ đây, mất công sửa mấy này. Tôi gắm điện vào nhá, rồi nhá. Đây nguồn là đỏ đỏ này, sáng này. Đây, các bạn thấy không? Nguồn 60V, nguồn của nó thì nó sẽ cấp vào đây nhá, 60V đây nhá. Tôi lấy cái gì? Đồng hồ. Đấy, các bạn thấy không? Thấy nhỉ? 60V nó cấp vào đây nhá, âm vào dương đây nhá. Dương dương bên này, âm bên này nhá, 60V nhá. Tức là nó cấp vào hai tủ nhá. Còn các móc phép này thì nó sẽ ở đây, tức là cấp cực âm. Cực âm của nó đây, nó bắt qua cái con khí thải lúc này có hai con cầu khác. Nó qua đây này. Khi nào tăng điện. Đây nhá. Bây giờ tôi sẽ giảm xuống thang 10V nhá, để tôi đo đây này. Ở đây là có 3 dây của động cơ, 3 dây của động cơ tức là ở đằng sau nó điều khiển hệ thống UVW ở đằng sau. Cái này ba cái này phải đều nhau này. Còn 5V ở đây này, mát và 5V. Nha, 4V 3 nhá, của nó ghi 4V 3 nhá. Còn đây tay ga này, tay ga thì chúng ta bỏ mát rồi. Mát chúng ta lấy đây được này. Mát ở đầu nguồn. Mát vào VVP này, 5V, 4V 3 này. Đấy. Thì ba chân của cái này tức là cái này đã chạy nha, hoạt động nhá. Tức là nguồn của nó chạy thì ba cái này này. Tầm tầm 5V này. Chúng ta đo mát nhá, mát ở đồng hồ đấy nhá, UVW nhá. 4V 3 nhá. 4V 3 nhá. Cái này phải đều nhá. Ba chân này là ba chân của động cơ phải đều nhá. Đấy. Ba chân lệnh điều khiển cho động cơ nhá, UVW nhá. Còn đây mát này, đấy, đây thì nguồn của cái thang cái A03, nguồn của A01 1030, tức là A1 1013, tức là bóng ấy. Thì chúng ta sẽ đo này, một chân này, một chân gần 60V nhá, bên này 60, gần 60V này. Đấy, con trở này thì khoảng
năm năm tầm độ khoảng đây là nó hạ xuống để mà là chân chính giữa nó khoảng chừng độ khoảng 15 V để đưa lại cho nguồn 5 V, 5 V cấp cho toàn bộ các cái lệnh của ấy con 7805 ở đầu này đấy, thì nó sẽ làm lệnh cấp cho toàn bộ cái bo này hoạt động. Còn bây giờ hoạt động của nó thì chúng ta chỉ cần đấu 3 dây động cơ này này. Tới cái 3 dây to thì không nói, đấu vào 3 dây to của động cơ. Còn 3 dây này, này UVW bắt nguồn này chúng ta nó sẽ hoạt động, coi như nó đã hoạt động. Còn tay ga thì này, chúng ta vặn, tức là cái điều chỉnh để mà nó chạy chậm chạy nhanh thì cái này thì mình đấu tắt là nó chạy thôi. Đấy, và đặc biệt thì dây của ổ chìa khóa này thì mình phải đấu này. Thế là được. Thôi đến đây thì cũng cảm ơn quý vị các bạn đã xem nhé, nút like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Nó cũng hầu hầu như các cái bo của xe đạp điện ở bên trong thì nó giống nhau. Hoàn toàn là nó có giống nhau như vậy. Đấy, nó cũng vậy. Các cái chân này ký hiệu khác nhau nhưng mà chúng ta sửa là như nhau. Nó cũng không khác gì là mấy. Đây là bo cái này của nó 48 V này. Đây 48 V này. Còn cái này 60 V thì nó ghi ngay 60 V ở đây. Nó có 60 V không? Nó ghi từng ở trên bo nhá. Cái này rép lý nhá. Bo này là bo xịn nhá. Bo bo chính thống của nó nhá, không phải bo bo đều nhá. Đó nhá.